Tính đến, đến cuối ngày 25 tháng 7, số người thiệt mạng trong làn sóng bạo lực mới nhất tại các nhà tù ở Ecuador đã tăng thành 31 người. Chính phủ Ecuador trước đó đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày tại các nhà tù ở quốc gia này. Trong thông báo của chính phủ, bạo loạn nổ ra giữa các ban đảng trong nhà tù Litoran ở thành phố Guayaquil cuối tuần trước, buộc nhà chức trách phải huy động gần 3.000 nhân viên an ninh vào cuộc Đụng độ với các thành viên băng nhóm tại nhà tù Goyas số 1 trong thành phố này cũng đã khiến hơn 10 người thương vong. Các tù nhân tại 13 nhà tù trên toàn Ecuador sau đó bắt đầu tuyệt thực để yêu cầu tình trạng tốt hơn trong phòng giam. Tại nhiều thành phố khác, nhiều nhân viên quản ngục bị các đối tượng nổi loạn giữ làm con tin. Theo chính phủ Ecuador, ngoài số người thiệt mạng đã lên tới 31, bạo loạn còn khiến 14 người khác bị thương. Hiện khoảng 120 nhân viên nhà tù đã được thả tự do sau khi bị giữ làm con tin ở sáu nhà tù trên cả nước. Các nhóm tham gia bạo lực trong nhà tù Ecuador có liên hệ với các băng đảng ma túy đối địch tại quốc gia Nam Mỹ. Những băng đảng này nhiều năm qua đã biến Ecuador thành điểm trung chuyển ma túy tới Mỹ, Canada và châu Âu.